Những chai tương ớt, dấm ăn, xì dầu như thế này có mặt ở hầu hết các quán phở, bún, hủ tiếu, quán đồ nướng. Phần lớn khách vẫn vô tư sử dụng, ít khi quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ. Tình trạng phụ gia thực phẩm trôi nổi, không được kiểm soát chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm đã tồn tại lâu nay. Mặc dù đã có nhiều giải pháp chấn chỉnh việc sản xuất, mua bán phụ gia, hóa chất thực phẩm, song đến nay tình trạng trên chỉ mới chuyển biến một phần. Chủ yếu đó là lo ngại trên những cái chất mà được sản xuất, được chế biến kinh doanh là bỏ vào, mà chúng ta thường gọi nó là các cái hóa chất phụ gia dùng trong thực phẩm. Nhiều người sản xuất buôn bán vì lợi nhuận vẫn bất chấp các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Nếu bị phát hiện vi phạm, chủ cơ sở hoặc chấp nhận đóng phạt chẳng là bao, hoặc chuyển sang nơi khác làm tiếp. Ở đây ít nhất chúng ta phải ghép mấy biện pháp. Ít nhất là hai biện pháp. Một là quản lý hóa chất phụ gia phải kinh doanh trong cái cơ sở an toàn thực phẩm. Và hai là các cơ sở thực phẩm phải chứng minh được nguồn gốc thực phẩm của mình. Gắn hai giải pháp này lại thì ta có thể xử được tất cả, gần như tất cả những vi phạm. Mặt khác, theo nhận định của Hội Lương thực Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang có một nghịch lý là các cơ sở đã có chứng nhận tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm thì thường xuyên bị kiểm tra, trong khi các cơ sở nhỏ lẻ lại ít khi bị kiểm tra. Chúng tôi cũng vẫn xin đề nghị rằng là tiếp tục củng cố phát triển cái chợ Kim Biên để có những cái hướng dẫn trong cái tiêu dùng cái hóa chất trong cái thức ăn hàng ngày, đó cũng là một cái giải pháp từ gốc. Thành phố Hồ Chí Minh đã đề ra những quy định về quản lý hóa chất phụ gia dùng trong thực phẩm, xem đó là mặt hàng kinh doanh có điều kiện phải được sản xuất, chế biến, kinh doanh trong cơ sở có đủ điều kiện an toàn thực phẩm, được chứng nhận. Đặc biệt, thành phố cũng đang chấn chỉnh hoạt động chợ hóa chất Kim Biên, được xem là lò cung cấp hóa chất và phụ gia lớn nhất khu vực phía Nam, cũng như xây dựng trung tâm mua bán hóa chất để kiểm soát chặt chẽ việc mua bán các mặt hàng này.